sẽ review cho các bạn xem vườn phong nhãn da bông tự nhiên. Quá đẹp. Gà bông đều mỗi cây luôn, đồng loạt. Gà bông tự nhiên không cần xử lý, chỉ cần chăm sóc cây tốt, tự nó tới mùa nó gà bông khá là ok. À, đúng là chú vườn này chăm sóc quá kỹ, cây nào ra cũng đều bông đi ra cùng lúc. Đây là lựa vườn thanh nhãn tơ da bông tự nhiên, quá đều rồi đây. Đây mình đi dạo một vòng cho anh em.